Những ngày qua, tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã triển khai làm các kính chắn giọt bắn để phòng chống sự lây nhiễm của dịch COVID-19. Kính chắn có tác dụng như một lá chắn ngăn không cho virus tiếp xúc với miệng, mũi và mắt của người đeo. Tiện lợi của loại kính này là sau khi sử dụng có thể tháo ra để lau chùi, khử khuẩn và tái sử dụng. Qua hai buổi thực hiện, các đoàn viên thanh niên đã hoàn thành gần 300 tấm kính chắn giọt bắn Dự kiến cách làm những tấm kính này sẽ được triển khai đến đoàn cơ sở trực thuộc cùng thực hiện nhằm kịp thời hỗ trợ cho cán bộ y tế tại các bệnh viện, khu vực cách ly, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm chung tay đẩy lùi dịch bệnh của các cấp bộ đoàn trong tỉnh.